Cụ ông bé cháu dù mất trí nhớ vẫn không quên thương vợ hết mực. Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại cảnh cụ ông dù mất trí nhớ, sức khỏe yếu vẫn không quên bé cháu nằm ngủ dưới đất. Trong video, cụ ông đã già, mái tóc bạc phơ, sức khỏe yếu nên bước đi chậm chạp. Thậm chí vì mất trí nhớ nên ông chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình. Phía dưới chân cũng chỉ có một bên dép. Vậy mà thấy cháu ngủ quên dưới đất vì mãi chơi, ông liền đi tập tễnh đến loay hoay bế lên. Tay ông yếu nên việc bế cháu cũng khó khăn, phải loay hoay một lúc mới có thể làm được. Được biết chị Trần Thu Huyền đang sống tại Thái Nguyên là con của người đàn ông trong đoạn video. Chị chia sẻ với chúng tôi, bố mình không may bị tai nạn nghiêm trọng bất ngờ nên mất trí nhớ. Bình thường ông không nhớ con cái đâu, nhưng mà cháu thì vẫn nhớ, ông thương cháu lắm. Ông trước kia là bộ đội, cực kỳ tâm lý và yêu thương gia đình, vốn có sức khỏe tốt, nhưng kể từ sau tai nạn, ông yếu hẳn đi, thậm chí là không thể trông nổi cháu. Chính vì vậy, khi xem lại camera thấy bố bế cháu, chị không khỏi kinh ngạc. Tay phải của ông bây giờ hơi bị liệt, không cử động mạnh được, chị nghẹn ngào nói. Thời điểm mới tai nạn, ông lúc nhớ lúc quên, thế nhưng càng về sau khi sức khỏe yếu đi, trí nhớ của ông cũng kém hẳn. Bố chẳng nhớ được nhiều về con cháu, thậm chí là quên sạch, khiến chị Huyền đau lòng. Trước đây, ông là người luôn chiều chuộng, yêu thương vợ con hết mực. Chị kể bố mình là người tình cảm, chẳng ngại ngần thể hiện tình yêu với vợ. Dù mất trí nhớ, nhưng chị hiểu tận sâu trong lòng, ông cực kỳ thương bà. Ông có nhiều kỷ niệm với con cháu lắm. Có một lần mẹ kể chuyện, thời điểm ông mới mất trí nhớ, có những lúc ông nhớ, có những lúc quên, chứ không bị quên hẳn như bây giờ. Một lần hai ông bà đang tập thể dục buổi sáng, tự nhiên ông quay sang nói với bà rằng vì anh mà em vất vả quá, bà kể xong mà nghe xót, thương ông lắm. Hiện tại sức khỏe của ông ngày càng yếu, thậm chí đi lại cũng khó khăn. Chị Huyền chẳng mong gì hơn là bố có thể sống thật lâu với con cháu và hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Chị cũng hy vọng rằng câu chuyện của gia đình mình sẽ lan tỏa được niềm yêu thương tới cộng đồng. Mọi người hãy thấy may mắn khi còn bố mẹ và niềm vui này tăng lên gấp bội nếu họ vẫn còn khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.